Đây là đồ ăn của Thoa Lan. Thoa Lan ơi, đây nè Thoa Lan. Thoa Lan, con xin kính chào quý ông bà cô bác đi, con xin vỗ tay chứ nè. Đây con vỗ tay đi, xin chào. Chào nè. Đây là đồ ăn của Thoa Lan nè. Ok, đây Thoa Lan, Thoa Lan lấy đũa. Đó, bây giờ bữa nay Thoa Lan ăn bún xào với zucchini với nấm với lại tàu hũ. Xong rồi uống sữa bù lại cả nhà ơi. Tại hồi sáng nó ăn thịt bò rồi. Hồi nãy nó mới ăn phở á, phở bò á. Nè nè nè, mẹ đút cho con nè. Ăn giỏi chưa? Cái mặt con hơi dơ một xíu nãy giờ con. Chơi không phá nha, nó không phá. Rồi con ăn nè nè. Rồi nè, con mời các bạn cùng ăn với con đi. Đó, Thoa Lan ăn bún bún chay. Xào nó có zucchini, nãy giờ nó ăn nhiều zucchini này lắm cả nhà ơi. Rồi nè nè nè, mẹ cho con nè. Hay là con chĩa đi, con lấy cái nĩa của con chĩa đi. Đưa mẹ coi coi. Cái nĩa nè, chĩa nè, chĩa nè. Rồi, rồi, rồi. Ôm vô, ôm đi. Con ôm đi. Ôi, mà đừng có giật giật vậy. Chĩa vô mắt là chị hai. Nè nè, con ôm đi. Con ôm đi, ôm. Ôm vô đi, ôm vô cho bạn coi đi. Ôm nè, ôm nè, ôm nè. Ôm đi. Mẹ đút cho. Nè nè nè. No, Thoa Lan nè, Thoa Lan nè. Ok ok. Ok. Con hồi mày cho Thoa Lan nè, mày cho Thoa Lan này. Đó Thoa Lan nó cầm đó đi. Nè, cầm. Phải cho nó cầm cái gì cả nhà ơi, đúng không á? Nó muốn cầm cái món đó, nó phải cầm cái gì khi nó ăn mới được. Giống như mình cho nó đút, đưa cho nó gì mình đút vô miệng nó thường nó không chịu, nó thích cầm cái miếng đó rồi nó tự đút nó ăn à. Đúng không con? Ăn cái miệng kìa. Tóc của con lâu dài quá. Biết mà cô bác có ai biết cái loại dầu gội hay là cái nào tốt cho xài cho con tóc, cho con tóc khỏe chút xíu, chỉ giùm cho con nha. Comment ở phía dưới chỉ giùm cho con nhé. Tóc Thoa Lan không có mọc. Này là mấy tháng rồi ta? Mẹ coi cái. Tóc Thoa Lan từ lúc cạo tới giờ là 6 7 tháng rồi mà ra được có vậy à? Ôm nè. Nhâm nhâm. Nhâm nhâm nhâm. Nè 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 con. Rồi. Con dao đó không có bén cả nhà ơi, nó bình thường lắm. Nhưng mà nó bằng đồ này cũng hơi nguy hiểm. Hay là mày cho con cái muỗng nha, mày cho con cái muỗng nha. Cầm đi. Cầm đi. Nè, ôm đây con, ôm đi, ôm nè. Say hi. Hello. Mặt ba ăn thấy ghét không? Chào đi. Phá lắm cả nhà ơi. Lúc này á, ấy á, no, Thoa Lan làm đổ luôn mà nè. Đưa con, đưa con. Rồi, ôm đi. Ôm nè. Ôm đi con, ôm. Nhâm, nhâm, nhâm. No. Nè, 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 ôm đi, ôm đi, ôm. Ôm, yay. Rồi, Thoa Lan làm đổ hoài à, mày giận à. Không có làm đổ nữa con, no. Để vậy đi. Rồi cái dĩa bún này chắc ăn thì không nhiều mà đổ. Đổ thì nhiều á con. Ăn thì không có nhiều cả nhà ơi mà đổ trơn. Nhưng mà ok, mình cho nó tập cho nó dễ, nó mét sắp chút xíu cũng sao, mình lau chùi sao ha. Rồi. Đó. Cái quan trọng là mình trước khi nó ăn mình phải lau cái bàn cho sạch trước. Lỡ đồ có rớt lên nó bóp nó ăn không sao cả nhà. Ăn cái mỏ của bà con. Cái miệng của con. Đây thôi, đưa cho này cho mẹ đi. Mà lấy cái muỗng khác cho con nha. Mẹ đi lấy cái muỗng khác cho con Thoa Lan đi. Chứ cái đó nguy hiểm quá. Rồi Thoa Lan để đây nè. Thoa Lan nhanh nhanh đi. Thoa Lan nhai nước đi. Nhai nước đi, mẹ đút thêm nè. Trời ơi, nhanh đi con, nhanh đi con. Thoa Lan
Hôm nay là được 12 tháng mấy rồi, bắt đầu có thể cho uống sữa tươi được rồi cả nhà. Trời ơi, chị sắp cho uống sữa tươi được rồi đó. Đúng không? Có uống sữa tươi rồi. Nó chưa ngậm kìa. Ngậm kìa. Ê. Hello. Hello. Lắc đầu. Đi lấy cho nó cái muỗng cả nhà ơi, cho nó ngậm nó. Đấy đi. Nè, cái tóc của nó giống như tơ vậy cả nhà. Dễ rối lắm. Thấy nó nằm một cái là rối à. Nó chơi nó ngồi xíu là nó nù à. Tóc tơ không có chịu mọc gì hết trơn à. Rồi. Cái muỗng nhựa thì nó sẽ ấy hơn, con này mình đút cho nó cẩn thận chút. Đó. Đây, mình đút cho con. Nhâm, Thalan ăn nha. Hôm nay Thalan ăn bún xào cả nhà. Nè con. Ăn xong rồi mình cho uống sữa, nếu mà sữa tươi mình nhắm nó không đủ á thì mình sẽ cho thêm một xíu sữa bột thêm vô nữa nha cả nhà. Sữa bột mà cho em bé mà ngoài 1 tuổi á, giống như 1 tuổi trở lên á, chứ còn dưới 1 tuổi là hết tác dụng nhiều rồi. Nó không có nhiều thành phần dinh dưỡng so cho em bé hết á. Nó thích ăn cái zucchini á. Cái trái zucchini Việt Nam gọi là bí ngồi á. Mình trái này mình xào với bơ á, ngon lắm cả nhà. Với lại mình xào xong á nó rất là mềm. Em bé chắc là sẽ dễ ăn hơn. Dễ ăn hơn là mấy cái kia mình phải xào lâu, còn cái zucchini này á mình xào nhanh lắm. Nó nhanh chín, nó nhanh mềm. Đó. Rồi. Rồi Thái Lan ơi. Ngon con. Rồi thôi vậy thôi con bye bye đi. Con nói bye bye. See you next time. Con nói bye bye rồi. Bye bye cả nhà nha. Buổi ăn của Thái Lan tới đây là hết rồi nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye các khách vào. Bye bye tạm biệt. Nè, Thái Lan. Con thấy khách giờ nè, nó nói nè. Cái chị ngó là chị nhiều chuyện kìa. Thái Lan này con trời ơi, nó nhiều chuyện đó cả nhà ơi. Thái Lan nhiều chuyện nè con. Nè, ok nè, nè lớn rồi tập nè Thái Lan rồi con sẽ bye bye đi con. Thôi bye bye cả nhà nha. Bây giờ lo ngóng ngó rồi chỉ nhiều chuyện quá. Bye bye. Chi 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 chi.